Từ tháng 4 năm 2016, tỉnh ủy Bến Tre phát động chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Thanh niên được xem là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chương trình. Từ đó, đoàn các cấp xác định khởi nghiệp là một trong ba phong trào chính trong thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, với nhiệm vụ góp phần đưa Bến Tre thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, sánh vai cùng các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong 3 năm qua, sự nỗ lực của đoàn các cấp đã mang đến những kết quả bước đầu đáng trân trọng. Trước hết, đoàn tập trung cho công tác truyền thông khởi nghiệp nhằm giúp thanh niên hiểu rõ hơn về khởi nghiệp, gạt bỏ tâm lý e ngại, sợ thất bại, sự trông chờ vào vận may, an phận để tự làm mới chính mình bằng cách thay đổi tư duy khởi nghiệp, chủ động tìm kiếm cơ hội để làm giàu chính đáng cho bản thân. Đến nay, tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên. Minh chứng là ngày càng có nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp của tỉnh được quan tâm và được đầu tư hiệu quả. Trong những bước đi đầu tiên, đoàn xác định khởi nghiệp không phải là phong trào mà phải thực hiện theo phương châm mưa dầm thấm sâu để tuyên truyền nâng cao ý thức cho thanh niên về khởi nghiệp. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa học tập phương pháp từ nhiều nơi. Hàng năm, đoàn các cấp tổ chức hội thi ý tưởng dự án khởi nghiệp. Đến nay có trên 450 ý tưởng dự án khởi nghiệp của thanh niên. Nhiều dự án ý tưởng phát triển mạnh mẽ bước ra từ cuộc thi và đã phát triển được thị trường trong tỉnh và cả nước, như dự án chế tạo vi sinh nuôi tôm từ bột bã mía của bạn Trần Phúc Hậu, dự án trồng cây đinh lăng của bạn Cao Thanh Hùng, dự án cổng cưới lá dừa của bạn Đinh Kim Ngân, dự án máy nuôi tôm thông minh của bạn Đào Phước Soàn. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp được quan tâm thường xuyên. Bên cạnh các chương trình tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động như hành trình khởi nghiệp cho thanh niên, ngày hội thanh niên Bến Tre khởi nghiệp, phối hợp cùng Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tổ chức hành trình kết nối doanh nghiệp tại chính quyền thành phố, tạo điều kiện để thanh niên trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp, kết nối các nguồn tài nguyên tại địa phương, kích thích tư duy khởi nghiệp của các bạn trẻ. Từ đó, hình thành được mạng lưới khởi nghiệp khắp tại các địa phương trong tỉnh, tạo sự kết nối giữa thanh niên khởi nghiệp với nhau, giữa thanh niên khởi nghiệp với doanh nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp với thị trường trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu, cấp tỉnh đã thành lập được câu lạc bộ khởi nghiệp tiên phong với 32 thành viên là các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp. Ngoài ra, cấp huyện cũng đã thành lập được hai câu lạc bộ khởi nghiệp tiên phong tại Mỏ Cày Nam, Chợ Lách. Kết quả, trong 3 năm qua, có 108 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên khởi nghiệp lên doanh nghiệp. Đồng thời, đoàn các cấp đã tập trung huy động nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với số tiền trên 7 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn vận động đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thanh niên với các mô hình, hình thức sản xuất gắn với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương và hộ gia đình như buôn bán nhỏ, các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy sản, phát triển các làng nghề truyền thống. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn cũng còn gặp nhiều khó khăn thách thức xoay quanh cơ chế và nguồn đầu tư hợp lý cho các ý tưởng, dự án. Thanh niên Bến Tre chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận với khoa học công nghệ, dẫn đến nhiều ý tưởng dự án chưa phát huy tối đa hiệu quả. Thời gian tới, khởi nghiệp vẫn tiếp tục là nhiệm vụ then chốt của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đoàn sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối, tiếp tục tìm kiếm ý tưởng dự án khởi nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên quan tâm hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật cho các ý tưởng, dự án có ứng dụng khoa học công nghệ. Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tập trung quyết liệt cho việc xây dựng trung tâm ươm tạo khởi nghiệp của thanh niên, tạo nơi đáng tin cậy để thanh niên được đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp chuyên nghiệp. Những kết quả đạt được chỉ là bước đầu cho chuỗi hoạt động khởi nghiệp của tuổi trẻ tỉnh nhà. Song, với tinh thần và ý chí của từng cấp bộ đoàn, của mỗi đoàn viên thanh niên Bến Tre, quyết tâm vượt qua những thách thức để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh nhà vững chắc, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cấp ủy, cùng nhau tiến xa hơn, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, sánh vai cùng bạn bè trong khu vực và cả nước.